Chào mọi người, hôm nay tụi mình sẽ làm món khoai lang bong bóng nhiều màu sắc. Nguyên liệu chính là khoai lang nha mọi người. Còn màu mình đã chuẩn bị đây rồi. Bây giờ tụi mình sẽ đi mua khoai lang thôi. Let's go. Đi. Lấy hết luôn em. Rồi. Có thể đồ ăn hết không? Nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ sẽ đi rửa củ lang về hấp nha mọi người. Giờ mình rửa cho sạch nha. Nghiêm quá. Rửa sơ sơ để gọn lắm anh. Gọn nữa hả? Hả? Rửa sạch sạch mấy cái đất của nó thôi. Rồi. Mình gọt xong hết rồi nha mọi người. Bây giờ sẽ cắt khúc ra để mình hấp cho nhanh chín. Chín xong rồi mình mới đi trộn bột được. Em ơi, anh nghe xôi nãy giờ rồi á. Em mở nắp coi thử trứng chưa? Để đây em mở ra cho. Wow, chắc chín rồi. Vàng để em thử rồi nha. Ớ, mềm rồi nè anh. Chín rồi. Rồi, bây giờ mình đi dốt ra và mình trộn bột nha. Gắt mở vô cái mâm luôn nha. Để cho nhanh nguội mình trộn bột lên đây luôn. Xíu nữa bóp nhà bột. Bóp gì mà bóp? Bóp. Bóp bột. Buồn quá à. Đang muốn ăn củ lan vậy luôn á. Nhìn củ lan chín vàng đẹp quá ha. Ừ. Rồi dầm ra để cho nó nhanh nguội nha mọi người. Để nha bột cho nó mau. Củ lan nguội rồi, bây giờ mình sẽ cho bột vào nha. Đây mình làm nhiều màu sắc chắc là đẹp lắm á hả anh hả? Ừ. Làm đủ màu. Mình đổ ít sữa tươi vô nữa rồi mình nhà bột luôn nha mọi người. Bóp nhang bóp ba, bóp bóp bột. Bấy cái gì bóp ba? Bột củ lan. Trộn cho nó đều luôn rồi em. Trộn đều lên xong đó mình phân ra từng miếng miếng mình bỏ màu nha. Màu là giai đoạn cuối cùng. Bóp cho đều tay nha cho. Xong rồi bây giờ mình sẽ đổ màu vô nha. Trước tiên là màu đỏ. Màu nâu. Nâu sao anh nhìn giống màu đen người luôn. Bởi vì nó đặc á. Tiếp theo là màu xanh da trời nha. Rồi tới màu đen. Màu kem nha. Màu này đậm khiếp á. Rồi. Sau một lúc mình đã trộn xong hết mấy màu này rồi. Giờ mình sẽ ve nhỏ ra từng viên để mình đi chiên nha. Mọi người thấy mấy màu của mình có đẹp không? Đó. Mâm màu sắc đẹp quá. Quá đẹp. Vàng đều hết rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra nha mọi người. Mọi người đừng ý mình nha. Nóng quá. Trùm kỹ khiếp luôn á. Trùm dưỡng da, ăn Tết mà. Dầu nó hút nhiều quá anh ơi. Ừ. Nở ra nó bị bể hay sao á. Ừ. Đây mới gọi là mình thử nghiệm mà. Không quá. Xong rồi nè, giờ mình đi thưởng thức nha mọi người. Đẹp không? Cuối cùng cũng được ăn. Thưởng thức nha mọi người. Mời mọi người cùng thưởng thức với tụi mình nha. À, thơm lắm. Mời mọi người nha. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Ừ.
béo mà thơm mùi vườn củ lan. Ngon quá anh. Thơm quá. Màu sắc nhiều hấp dẫn anh ha. Nhìn đẹp không? Đẹp hay ngon á. Màu đây màu vàng mà chiên lên nhìn màu đậm quá không? Bột nở ra như bông hoa á. Thơm.